Hello, Vanessa xin kính chào quý vị. Vanessa xin quay trở lại với quý vị cái tin tức rất là đặc biệt trong cái ngày hôm nay đó là sau khi bà Pelosi tweet ở trên Twitter về những cái tình trạng thực trạng về chứng khoán và cũng như khoe những cái thành tích mà mình đã đạt được trong những cái sự chơi khôn khéo để có được những cái lời khoản lời trên thị trường chứng khoán và uh, hé lộ một cái sự quay trở lại mới của nền của thị trường chứng khoán sau khi bà khẳng định rằng gói cơ sở hạ tầng sẽ được hạ viện thông qua vào ngày deadline 31 tháng 10 thì như quý vị biết là hiện tại còn đang rất nhiều những cái phức tạp diễn ra trên cái gói cơ sở hạ tầng thứ nhất đó là uh, deadline về cái vấn đề của nợ động gọi là uh, tăng nợ trần vào ngày 18 tháng 10 mới chỉ được gia hạn tạm thời trong cái đầu tháng 12 và đang gặp khó khăn khi mà đảng dân chủ quay lưng lại với Uh, một số thành viên đã quay quay lưng lại với chính quyền của ông Joe Biden và cho rằng chính quyền của ông Joe Biden vô cùng thấp kém trong cái vấn đề xử lý đã để cho tình trạng của nước Mỹ rơi vào cái biến cố xấu đi. Và hôm trước thì ông Mitch McConnell đã đề xuất một cái gọi là short term gia hạn cái nợ trần với trị giá 480 tỷ tạm thời cho đến đầu tháng 12 thì họ cho rằng đó là bên đảng Cộng Hòa đã có những cái ý và đã có những cái phương hướng gọi là quay trở lại để mà tiếp tục đẩy mạnh nền kinh tế. Nhưng mà vì bài phát biểu của ông Chuck Schumer ngày hôm qua đã làm xấu đi cái quan hệ giữa hai bên đảng phái, giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, cho nên là Cộng Hòa lại một lần nữa tuyết, tiếp tục tuyên bố rằng sẽ không chung tay với bên Dân Chủ xử lý cái gói cơ sở hạ à tầng cũng như là cái nợ động quốc gia vào đầu tháng 12 tới và hiện tại trong cái ngày hôm nay sau khi bà Pelosi đã đăng tỏa những cái thỏa gọi là những thỏa mãn những cái sự khoe khoang về những cái khối và những cái tiền mà đạt được trong cái thành tựu kinh doanh hoặc trong những cái vấn đề chứng khoán của mình thì lập tức cái bài báo họ đưa ra đó là ở bên World Street đã điều tra các cái giao dịch tài chính của bà Nancy Pelosi với cái khối tài sản lên tới 315 triệu đô la. Thì ở World đã đặt ra câu hỏi rằng khám phá cách bà Pelosi trở trở nên giàu có. Nhờ lương của chính phủ thì điều này là hoạ hoàn toàn không thể. Vậy thì họ đưa ra những cái cái, cái 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 chi tiết như sau. Bà Pelosi đã phục vụ trong Quốc hội gần 34 năm và hiện đang giữ giữ vị trí cao nhất với tư cách là nhân vật chủ quyền quyền lực nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Giữa một hòa loạt các cái quyết định phức tạp gần đây mà bà ấy phải đối mặt với tư cách là nhà lãnh đạo của cuộc họp kín của mình. Người dẫn chương trình của trên Fox News Zed đã khởi động một cuộc điều tra thế giới của Warer để mà ông ông này không phải đọc là Warer không biết ông đọc tên là gì luôn á tưởng cái tờ báo nhưng hóa ra là ông phóng viên đó hình như ông này và các giao, giao dịch uh, tài chính của cô ấy thì cứ gọi tạm là ông đi nha em còn chưa biết người phóng viên đấy là gì luôn tuần trước diễn giải Nancy Pelosi đã không thông thể thông qua được cái luật cơ sở hạ tầng của lưỡng đảng mặc dù đã đưa ra các cái deadline 27 tháng 9 rồi 30 tháng 9 và cuối cùng vẫn không thông qua được cho đến giây phút ngày hôm nay. Những tiến bộ trong chính sách đảng và báo hiệu sự không đồng ý của các đảng viên dân chủ nội bộ. Water lên án các chính sách của bà và nói rằng đang khiến những người Mỹ trung bình hàng ngày khó tích lũy tài sản và có thể gây phá hủy những cái chi tiêu thận trọng. Mức lương hiện tại của Chủ tịch Hạ viện nằm ở mức thấp thấp nhất trong 6 con số nhưng bà Pelosi lại là thành viên giàu nhất của Quốc hội. Được hỏi, được phóng viên hỏi bí mật thì bà đó có vẻ đó là của chồng của tôi, của chồng của bà đó tên là ông Paul đó quý vị. Vậy thì người phóng viên này cho biết sau khi họ kết hôn, ông Paul đã mở một công ty bất động sản và đầu tư mạo hiểm thông qua các mối quan hệ của mình. Anh ấy đã đẩy bà Pelosi vào thế giới chính trị giúp cho bà ấy có được cái đủ số phiếu bầu quốc vào quốc hội năm 1987. Ông phóng viên tiếp tục nói, cặp đôi này đã định thời điểm hoàn hảo của thị trường trong những năm qua, trong khi Nancy là một người trong cuộc bất động sản cổ phiếu Cô Pelosi luôn luôn biết đâu là đầu tư đúng đắn. Pelosi cũng là uh, sở hữu một cái số bất động sản gồm một dinh thự ở Thung lũng Napa trị giá 25 triệu đô la, một căn hộ ven sông DC trị giá hơn 2 triệu đô la và một biệt thự bằng gạch đỏ ở Pacific Heights của California. Chồng cô sở hữu bất động sản thương mại ở San Francisco cộng lại trị giá lên tới hơn 50 triệu đô la, ông phóng viên tiếp tục. Ông nói vào năm 2018 tài sản của bà Pelosi tăng vọt, năm đó báo cáo công khai tài chính của bà ấy và đã tiết lộ tài sản dòng lên tới 114 triệu đô la. Năm 2019, khối tổng tài sản của bà Pelosi lên tới con số khổng lồ 271 triệu đô la vào năm 2020. Những con số đó thậm chí nó còn tăng lên, bây giờ lên tới những 315 triệu đô la. Vào năm 2007, Visa lo ngại rằng Quốc hội Dân Chủ mới sẽ nhắm vào phía khiến cho họ tốn hàng tỷ đồng, tỷ đô la. Vì vậy họ đã thuê một nhóm vận động hành lang có nguồn gốc từ bà Pelosi. Ông phóng viên nói thêm, đích thân giám đốc điều hành của Visa đã gặp cô ấy và bà ấy đã nhận tiền quyên góp từ họ, một trong những cố vấn của anh đã rời đi và đã trở thành vận động cho những cái vấn đề của bà Pelosi. Đột nhiên ông bà ông Paul Pelosi đã nhận được cuộc điện thoại từ người môi giới của Ông ta và ông ấy đã gặp may đã tham gia mới vào cái IPO trị giá 18 tỷ đô la của Visa và bà Nancy và chồng của bà đã do dự có có do dự không, họ đã không do dự và đã mua ngay cái cổ phiếu của Visa trị giá từ 1 triệu cho đến 5 triệu đô la. Nhưng mọi chuyện trở nên vô cùng tốt hơn trong khi bà Pelosi đã uh, có có thể làm ảnh hưởng tới giá trị của cổ phiếu Visa và đã uh, Trời ơi, ông nhà em dám này ông hát gì hơi quá quá vậy Và cái thời, thời điểm mà bà ấy mua nó giống như kiểu là một cái tác động lớn tới cổ phiếu Visa Nó đã đẩy cái cổ phiếu Visa tăng 200% trong cái thời gian đó luôn Và bà ấy đã là người nắm cái gọi là cái phần thắng trong tay Khi mà cái cổ phiếu nó lên giá mạnh lên tới hơn 200% với quý vị và vào tháng 1 thì bà Pelosi đã có luôn cả cổ phiếu Tesla luôn trị giá 1 triệu đô ngay trước khi ông Joe Biden công bố ưu đãi xe điện vào tháng 6, gia đình bà Pelosi đã kiếm được rất nhiều tiền ngay trước khi Quốc hội chuẩn bị vào cái vụ tấn công Big Tech đó quý vị. Ông bà Pelosi đã lựa chọn trên Google là công ty mẹ và đã kiếm được 5,3 triệu đô dễ dàng ngay sau khi thông tin này được đưa ra. Và ông phóng viên còn cung cấp thêm một cái ví dụ khác là bà Pelosi đã kiếm được vào tháng 3 thì các cái quyền chọn giá trị 2 triệu đô của Microsoft chỉ trong 2 tuần gã khổng lồ công nghệ đã nhận được hợp đồng trị giá 22 tỷ và đã uh, trang bị tay nghe công nghệ cao nhất cho quân đội Mỹ. Bà Pelosi chưa bao giờ bị buộc tội giao dịch nội gián nhưng các khoản đầu tư và tiếp cận trong cái cái cái, cái kết hợp với những cái cực điểm cực kỳ may mắn của bà ta đã tạo ra rất nhiều những cái nghi ngờ và cái này thì họ vẫn tiếp tục đang ở trong cái vấn đề điều tra quý vị nha, họ sẽ điều tra tiếp những cái thông tin của bà Pelosi về cái vấn đề số tiền khổng lồ lên như vậy là do nguồn gốc từ đâu. Thì trên thực tế thì bà ấy với ông chồng bà ấy đã đăng rất nhiều báo mà đợt trước em đã chia sẻ với quý vị rồi đó, đó là những cái tờ báo mà họ mua những cái option của cổ phiếu đó quý vị Ví dụ như mua Put mua call đó quý vị ơi Thì um, hai vợ chồng ông bà ấy Mua cái đấy nó không khác gì đánh bạc đâu quý vị Nó trúng rồi nó cũng trúng rất là nhiều Nhưng mà không biết là họ có công khai Họ có um, kê khai ra không hay như thế nào không thì không thấy họ nói họ chỉ nói là về những cái vấn đề đầu tư cổ phiếu thôi thì có thể là trong những cái vấn đề cổ đầu tư cổ phiếu là bà ấy mua cả option thì mới được nhiều tiền như vậy quý vị nha tại vì họ nói là bà ấy được quá nhiều tiền ở trong những cái vụ cổ phiếu đó quý vị đầu tư đó, đó thì đấy là cái thông tin ngày hôm nay gói cứu trợ thì vẫn còn đang bị bế tắc và có khả năng sẽ gặp phải khó khăn hơn trong khi đấy thì uh, số tiền tài khoản dòng của bà POC nhiều quá thì bây giờ chính thức họ sẽ đi vào Investigate điều tra xem là cụ thể ra sao có thể là ít nữa họ sẽ có những cái thông tin mới nữa thì bà sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị nha em xin, xin dừng cái view tại đây và chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch bye bye